Xin chào anh chị buổi chiều nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 1, giờ lúc 14 giờ năm 2021 nha. Hôm nay em lên giá sạn muỗng nĩa với bình với nồi chảo ấm nha anh chị. Đơn đầu tiên đó là 500, đó là em tặng cho một cái bình nha. 500 nữa là bình thứ hai nha. Trước tiên em lên bình nha, bình này là có thử qua nước hết rồi nha anh chị. Chỉ cần anh chị mua về là mà để nước vô xài thôi, bên em thử rồi hết rồi. Tại vì nếu mà thử vừa quay vừa thử nó hơi lâu, giờ em thử sẵn ở ngoài. Cái bình này là bình số 1, 200k nha anh chị. Bình số 1, 200k. Tiếp theo là em lên bình số 2. Số 2 là bình này bự nha. Cái bình này đựng nước nóng được nè anh chị. Nó hai nắp nha. Bình số 2 đây, một cái bình màu hồng nè, bình này bự nè. Trong lòng rất đẹp nè, em thử còn nước nè thấy không? Thử nước rồi hết rồi. Số 2, 200. Theo là thứ ba nha. Thứ ba là một cái bình. Cái bình này em cũng thử rồi luôn nè. Đó, còn nước nữa. Cái bình này là số 3 là 150 nha anh chị. 150. Số 3, 150. Tiếp theo là số 4 nha. Số 4 là hai cái, một cái bình màu trắng rất đẹp. Một cái bình này nè, bình này đựng nước nóng được nè anh chị, bình này là hai nắp nha. Nè. Số 4, 200. Theo là số 5. Số 5 là một cái nha, cái bình bự. À, trong lòng rất đẹp, rất mới luôn anh chị. Trong lòng bao đẹp luôn, ở ngoài nó không mấy gì đẹp nhưng mà trong lòng là bao đẹp luôn. Số 5 150.
theo là số 6 nha. Số 6 là 2 cái. Đây một cái nè, trong lòng rất đẹp. Đây một cái nữa. Số 6 là 150 luôn nha. Số 6 là 150. Cái này nó cũng là hai nắp luôn, mở nắp dưới được luôn á anh chị. Số 7, cái bình này là bình giữ nước nóng nè. Số 7 là 200. Tiếp theo là số 8 nha. Cắt mấy cái này ra luôn, bỏ này ra rồi. Số 8 2 cái nha, số 8 200. Tiếp theo là số 9 nha. Số 9 là cũng hai cái bình. Hai cái bình này dễ thương nè, trông lòng rất đẹp nha. Số 9 200. Số 10, 2 cái. Mấy cái bình này bên em thử nước hết luôn rồi đó. Trong đây có nước nè. Số 10 là 150. Cái bình này là bình ở dưỡng nước nóng nè. Số 11 là 200. Rồi em lên mũi nghĩa nha anh chị. Để 10 cái muỗng. Trước tiên là 10 cái muỗng ăn cơm nha, với 6 cái nĩa nha. 4 6. Đây 10 cái muỗng ăn cơm. Năm. 6 cái nĩa. Ba con dao. Muỗng nĩa nhỏ. Rồi. Số 12 200.
6 cái nĩa. Tiếp theo là lên số 13 nha. Đây là 10 cái muỗng ăn cơm. 10 4. Đây là da bít tết. Với một số muỗng nĩa nhỏ nha anh chị. Rồi, số 13, 200. Tiếp theo là số 14 nha. Đây là 10 cái muỗng ăn cơm nè. Muỗng dày, muỗng đẹp không? Đây là nĩa. Đây là muỗng nĩa nhỏ nè, muỗng uống cà phê được nè. Rồi, số 14, 200. Tiếp theo là số 15 nha. Đây là muỗng cơm. Yeah. Tiền tài gấu. Ý. 200. Giá sạ 1 kg 3 là 300 nha. Mấy số? 5 số. 4 số đi là 20. 5 số được 20. Phải không? Ai biết tới 16 rồi nè. 16 rồi. Đây là đây giá sạ nha. Đây là cái màn nghệ. Cái hớt bọt, đây là cái giá chấm dính nha. Đây là cây đánh trứng. Đây là cái nĩa để mình lấy nướng gà, nướng gì kia đó. Cái muỗng, muỗng này muỗng đậm đá được luôn anh chị, muỗng này rất dày luôn. Ba trăm. Này là cái đầu khui ấy đó. Này có nhiều người ta biết xài, nó xài. Cái này có gọn hả? Để ra ngoài chút cái khác. Đây, đây mất. Lâu thiệt á. Không giấy vậy mà nó không cứ nó kêu giác vô. Nó làm mà kêu nó la cũng. Là nó vậy thôi. Giá kiểu. Đây là cái cây để mình mài ấy nè, mình mài khoai cột, mài gì, mài phải mì đồ đó.
xíu rồi. Nửa tiếng. Cái gì nè, không biết cây này cây khui luôn nè. Này cái cào cào bánh này không biết. Đây cây ép chả nè anh chị. Đây là cái cây bài, đây là cây gắt nước đá, cây loại nhỏ đó. Tới chưa? Tới xíu. Đây là cây khui. Ủa cây khui này hư rồi mà. Đây là cây thắng bánh nè. Rồi. Ờ bỏ đi. 300. Bằng bào nghệ chà bá lửa này lên là lũ luôn. Giá quá xa luôn nè. Không được. Thấy ra. Đây ok. Cái bằng bào nghệ đó anh chị. Này có nhiều món tại cái đó nó nặng. Có lên tận tí nữa. Kiếm cây gắt thôi. Cây ép chả. Trời ơi, lửa khí thế này chưa? Chưa đủ. Trời ơi, này xấu quá. Này cây khui thùng nè anh chị ơi. Rồi ok. Có 20 300. Không, mấy cái kia có mã số là mau nè. Cho em lên nồi nha anh chị. Nồi quánh nha. Trước tiên là cái quánh này. Cái quánh này về bề qua nó là 17, trong lòng nó 6 phân. Cái bánh này cân nặng nửa ký. Số 21, 150. Inox dùng từ nha anh chị. Đây là cái bánh số 22. Bề qua 20. Trong lòng 10 phân. Cái bánh này cân nặng 1 ký nha. 250.
Đây là một con bánh không tay nha anh chị. Bánh này là cân nặng gần 1 kg. Về qua là 19, sau lòng là 8 phân. Cái bánh này là 250 nha, số 23. Không tay nha anh chị, inox dùng từ nha. Cái nồi này là 1,5 kg. Bề qua là 24, sau lòng là 10 phân. Cái nồi này cân nặng 1,5 kg nha anh chị. Cái nồi này là 400. Cái nồi này cân nặng 1 kg nha. Nè, cái nồi trong lòng nó hơi lấm tấm li ti nha anh chị. Em bán giá rồi lỡ cho anh chị nha. 250. Đây là một cái giống như là cái nồi hấp nè, trong lòng này nó bị chày chụa nhiều nha anh chị nha. Nồi lẩu cân nặng là bề qua là 27, sau lòng được 8-7 phân nha. Cân nặng là 1,3 kg đó. Cái này là 300 nha. Tiếp theo là cái nồi lẩu nè anh chị. Cái nồi này là cân nặng là 900 g, trong lòng nó hơi xấu nha, bán giá lỗi nha. Bề qua là bề sau lòng được 8 phân, bề qua là 27, 200 k nha anh chị, số 27. Ê, ủa này không có. Đây là cái nồi, cái nồi rất đẹp nha anh chị, trong lòng ok lắm nha. 21, sau lòng là 8 phân. Cái nồi này cân nặng là 1 kg luôn đó, 300. Anh em là inox dùng từ hết nha anh chị nha. Đây là cái số 29 nha. Cái này là cái quánh, trong lòng rất đẹp nè, nó hơi bị chày chút chút nha. Cái này là số 29, cân nặng 1 kg nha. 250. Số 29, 250. Tấn công vô. Tiếp theo là số 30. Cái nồi này nồi hai đáy nè, cái quánh hai đáy. 20. Sau lòng được 8 phân nha anh chị. Cái nắp này nó phải ấy đâu nghe, nó bị dơ anh chị, về chà rửa lên là nó trắng bóng lại liền. Cân nặng 1 kg nha, 300 k. Hai đáy nha anh chị. Để quay ấm 5-6 được rồi. Theo là cái nồi hai đáy nè, nồi này cân nặng 1,5 kg luôn. Bề qua là 22, sau lòng được 10 phân nha, nắp kính nha anh chị, rất đẹp nha. Đó, 350, số 31. Rồi tiếp theo em lên mà ấm nha. Đây một cái ấm, cái ấm này cân nặng là nửa ký, ấm này tầm 1,5 lít đổ lại nha. Ấm này ấm kêu nhưng mà bên em không bao kêu nha anh chị. Ấm này là không dùng từ, ấm này ấm nhôm không từ. 150, số 32. Đây một cái ấm này là cân nặng là 900 g. Trong lòng rất đẹp nha. Ấm này có từ nhưng mà không kêu nha anh chị. Ấm này là 200, 1,5 lít nước nha, số 33. Tiếp theo là một cái ấm bự, cái ấm này là 900 g, ấm này tầm 2,5 lít nước nha anh chị. Ấm này là 250 nha, có từ không kêu nha anh chị.
như cái nồi vậy đó. Trong lòng cũng đẹp. Cân nặng cũng 900g, mắm này cũng 250 luôn nha. Có 35. Giờ em lên chảo nha. Một con chảo pha chảo hai bề qua là 28, sâu lòng được 6 phân. Chảo này không từ nha. Cân nặng 900g, 250. Không từ nha anh chị. Số 36. Đây một con pháp không tay, không từ luôn nha. Trong lòng nó bị đỏ anh chị chút nha. Con pháp này là 200. Bề qua 26, sâu lòng được 6 phân. Cân nặng 1kg nha, chảo pháp nha. Pháp này là có không từ, có tay nha. Cái này nó bị chày nè. Cái con pháp này là 200k. Số 38. Đây một con pháp nhỏ. Con pháp này rất đẹp. Nó bị chảy trên thôi nhưng mà trong lòng ở dưới là không chảy nha. Pháp này nó có từ nha. Số 39, 200 nha. Bề qua là 22, sâu lòng được 4 phân. Có từ nha. Có từ. Đây một con chảo bự. Chảo này là không từ nha. Chảo này bề qua 31, sâu lòng được 6 phân, số 40, 200. Không từ. Đây một con chảo chiên, chảo ngăn nè. Trong lòng rất ok nha, chảo này không từ nha anh chị. 150, số 41. Con chảo này cũng không từ luôn, làm cũng đẹp nha. Bề qua là 24, sâu lòng là được 5 phân nha. Cái chảo này 150 nha. Không từ. Rồi đi. Tấn công tới. Đây một con chảo. Chảo này có từ nha. Cân nặng 900. 26, sâu lòng 6 phân. Chảo này là 200. Có từ nha. Đây là một con chảo gót dầu nè. Chảo này cân nặng là 600g. Không từ nha, 150. Đây một con pháp không tay nha, vàng nè. Cân nặng nửa ký luôn nha, 150 luôn nha. Pháp không tay không từ nha. Từ rồi, số 245, 26 luôn. Nhưng mà bá lựa không từ không à. Đây một con chảo gót dầu rất đẹp nha, nó hơi bị vàng ấy thôi nha. Chảo này có từ nha anh chị. Sâu lòng là 27. Bề qua 27. Sâu lòng là được 8 phân. 250. 46. Con chảo này rất đẹp nha. Tiếp theo là hông từ, số 47 nha. Chảo này là 150. Trả giá hồi đó.
Tiếp theo là một con tháp không tay nha, tháp sâu lòng nha. Nó bị chày nha, chày qua là 27, sâu lòng là 8 phân nha. Cái con này là 200. Cái đó được rồi. Đây một con tháp không tay nữa. Nó bị chày nha. Mày qua 28 sâu lòng nó được 5 phân nha. Cân nặng là 800 g, con tháp này là 150. Đây là con cặp chảo vuông nha. Cặp chảo vuông này là có từ nha. Cái này nó bị chày nè. Cân nặng 1 kg nha. Có chày bị vàng luôn nha. Cặp này là 200. Có từ nha, số 50 nha. Xin hẹn anh chị lại, em kết thúc tại số 50 nha. Hẹn anh chị vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2021 nha anh chị. Bye bye.